Em Út xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ cả nhà ơi. Hôm nay thì em Út tiếp tục giao lưu góc vui cùng anh chị em mình một cây linh sam bông hồng nha cả nhà. Cây này thì hiện tại của em Út đang ra hoa nha cả nhà ơi. Linh sam bông hồng đang ra hoa nha anh chị em mình, giá yêu thương cho cả nhà này luôn nha. Cây này là hoành 16 nha cả nhà, hoành cũ là 29, chiều cao là 24. Có một bộ rễ rất là quái luôn, có gọng rất là duyên, cái gọng nghệ thuật luôn nha anh chị em mình. Nha cả nhà, cây ghép nha anh chị em mình. Cây hiện tại đang ra hoa rất là nhiều. Cây này thì anh chị em mình về thì có thể là xem được mặt bông đó nha cả nhà ơi. Đang nở hoa và còn rất là nhiều nụ nữa đang chuẩn bị nở nha anh chị em mình. Anh chị em nào nghe thì nhắn tin alo mốt số điện thoại 079 549 9088 cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi sáng thật vui vẻ cả nhà ơi. Linh sam bông hồng đang ra hoa. Cái gọng này rất là quái nha cả nhà. Đây anh chị em mình xem, gọng này rất là quái nha. Cái gọng GS này rất là quái nha cả nhà. Anh chị em nào nghĩ thì nhắn tin alo cho Mút nha. Chúc cả nhà có một buổi sáng vui vẻ nha cả nhà ơi.